chuối rừng nướng ngon lắm đấy. À, cơm lam là sẽ ăn với lại cái ăn với muối lạc. Có thịt xiên nướng không ạ? Có nướng đây này. Toàn là có đồ không? Nướng lại cái chuối này. Trời ơi nó bự. Chuối rừng. Dù vẫn hương dâu buông tòng về, mai đi chờ xa nhà đi. Thank you.